Đến với tập 12 của trò chơi trời cho, chúng ta lại được gặp lại bộ ba khách mời, Tràng Pháp, Xuân Lan và Ngọc Trai, sau hai tập với nhiều kinh nghiệm đúc kết. Có lẽ đây sẽ là trận quyết chiến giữa ba đối thủ này đây, không biết lúc đối mặt trong các trò chơi như thế nào. Chứ thấy phần mở đầu chỉ mới giới thiệu về trang phục mà cả ba người đều đã ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai rồi đó. Dự rằng đây sẽ là một tập đầy nước mắt đây, nhưng mà là cười ra nước mắt đó nha. Phương Lan, trông em anh có cảm giác như là một cô công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Màu trắng tinh khôi quá phải không anh? Đúng rồi. Hôm nay thì em mặc màu trắng mà cộng thêm mái tóc trắng thì không thắng cũng lạ đúng không anh? Đúng. Dạ. Thế còn từ trên xuống dưới màu đen là sao? Vần đen là rối ren à? Dạ không. Màu đen dù có rối ren nhưng mà vẫn luôn được khen ạ. Vẫn luôn được khen ạ. Ngọc Trai, tại sao em mặc màu gì thế kia? Dạ em mặc màu xanh nè. Xanh rêu nha. Không, xanh được rồi em, đừng có rêu nữa. Rêu vừa đi với phong mà dạo này gió dữ lắm, mình sợ bị bệnh. Màu xanh cho nên hôm nay em khá là bảnh. Wow. Và hôm nay trực giác của em nghĩ rằng màu gì sẽ chiếm ưu thế? Anh tính chọn màu gì? Cái sự xuân sắc của anh Trung á. Trung anh kêu đúng xuân, vậy. Xuân sắc người ta còn trẻ măng như vậy. Em nghĩ là màu đỏ nó hợp với mình hôm nay. Anh ơi hợp với anh. Tại đúng vì vậy. xanh đỏ đỏ em nhỏ nó mừng. Ừ, để coi mừng không nè. Màu đỏ. Thế còn Phương Lan màu gì sẽ chiếm ưu thế? Bữa nay vừa đen vừa đỏ luôn anh. Được. Dạ. Vừa đỏ vừa đen. Dạ. Hôm nay em cực kỳ tự tin vào những kinh nghiệm mà em đã có những tập trước. Cho nên hôm nay em nói đen là đen mà đỏ là đỏ. Kinh chưa? Resort Corona hân hạnh đồng hành cùng chương trình.